Tết Nhâm Dần, quà Tết về quê, giá tốt về nhà, giảm giá trực tiếp, đừng bỏ lỡ. Từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, quý khách hàng sẽ được giảm 5% cho đơn hàng thứ hai và giảm 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên. Nhớ đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn này nha. Chúc mừng năm mới 2020, an khang thịnh vượng cả nhà mình ơi. Quý vị thân mến, tiếp tục chương trình ngày hôm nay, Diệu Ly và Quang Quý muốn gửi đến quý vị một cái bộ sản phẩm như là một món quà, quà Tết thịnh vượng, quà Tết về quê giá tốt về nhà. Và nếu như mà ai mình đang suy nghĩ là Tết năm nay không biết là có về quê được hay không, hoặc là về quê rồi mà chưa có kịp chuẩn bị quà, hoặc là không về quê được để đó VTV Hyundai sẽ hỗ trợ gia đình nhà mình nha. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ có những cái dòng đặc sản đến từ Hàn Quốc đó quý vị à. Mình sẽ có gì ha quý ha? Đầu tiên là rất là nhiều luôn. Bây nhiều giờ lắm. Màu đẹp đẹp giống như màu quần áo mình đang mặc đi. Đây đi ha. Đúng rồi. Là quà Tết thịnh vượng, cái hộp đầu tiên sẽ là hồng sâm với lại lê. Quý vị thấy lạ không? Hồng sâm lê, chiết xuất hồng sâm lê từ Hàn Quốc nhập về Việt Nam. Đó. Rồi mình sẽ có thêm nữa là cái này rất là lạ nữa nè quý. Cái này đó là cá ngừ. Cá ngừ hộp. Rồi ngoài ra chúng ta còn có thêm nữa, đó chính là chiết xuất hồng sâm saffron nha, được chế biến thành là dạng cao đặc nha mọi người. Cho nên là chúng ta có thể là sử dụng một cách rất là đơn giản và dễ dàng luôn. Và thật ra là trong những cái dịp Tết đó, thì Quang Quý tin chắc rằng tất cả quý vị đều rất là đau đầu trong cái việc là chúng ta phải lựa chọn những cái sản phẩm nào để có thể gửi tặng bên nội, sản phẩm nào gửi tặng bên ngoài, sản phẩm nào của Việt Nam hay là của ngoại nhập, đúng không ạ? Thì bây giờ có cả một combo cho chúng ta yên tâm rồi quý vị nha. Cho nên chúng ta có thể là thoải mái và dễ dàng sở hữu trong chương trình ngày hôm nay trên VTV Hyundai Shopping. Giá tốt hôm nay chỉ còn 1.499.000 đồng mà thôi quý vị nha. Tết Nhâm Dần, quà Tết về quê, giá tốt về nhà, giảm giá trực tiếp, đừng bỏ lỡ. Từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, quý khách hàng sẽ được giảm 5% cho đơn hàng thứ hai và giảm 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên. Nhớ đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn này nhé. Vâng, chúc mừng năm mới 2022 quý vị. An khang thịnh vượng là điều mà chúng ta sẽ luôn luôn mong tới trong cái năm mới này. Vậy thì mình sẽ làm gì để mà trao gửi cái ý nghĩa của sự thịnh vượng đây? Hôm nay chúng tôi có một cái chủ đề luôn quý vị ha, đó chính là quà Tết thịnh vượng ạ. Mà công nhận là cái đơn hàng này nó thịnh vượng thiệt nha. Nó vừa có đồ ăn nè, nó vừa có thức uống nữa quý vị. Thức uống thì mình sẽ có là nguyên một cái hũ là những cái chiết xuất là hồng sâm saffron. Đồ ăn thì mình sẽ có những cái hộp như thế này quý vị ơi, đó chính là cá ngừ xuất khẩu đó. Hàng xuất khẩu cực kỳ cao cấp luôn. Cái hộp này là cái hộp Ly vừa mới nhắc tới là hồng sâm saffron nè, chưa hết nhá. Thêm nữa một cái hộp mà màu nâu nâu nhẹ ở đây nè, là nước chiết xuất hồng sâm với lại trái lê. Nó rất là lạ quý vị, cho nên là một cái đơn hàng này về nhà mình á, đúng kiểu thịnh vượng luôn ha. Nhìn vào thôi là thấy đẹp thấy sang rồi. Ba hộp quà, nếu mà quý vị muốn trong một đơn hàng mình sẽ có ba hộp quà, ba dòng sản phẩm khác nhau, đảm bảo cho nhà mình á là ai thích ăn, thích thưởng thức thì mình có thể là dùng cái cá hộp này nè, cái cá ngừ hộp á mình làm salad ăn đỡ ngán trong những cái ngày đầu năm cũng được nữa. Rồi mệt mệt trong người thì mình có thể là pha nước hồng sâm saffron, hoặc là mình uống cái chiết xuất hồng sâm với lại trái lê đó cũng rất là ngon luôn. Đúng rồi ạ, cho nên là bây giờ tất cả quý vị có thể là yên tâm nha. Đây, chọn một bộ sản phẩm đó như thế này đó, tất cả quý vị chúng ta có thể là mang về tại nhà của chúng ta. Và đặc biệt ngày hôm nay thưa quý vị đang tính che cái con số này rồi, giảm đến cho tất cả quý vị bao nhiêu lên tới là 46% nha. Giảm đến 46% cho gia đình của mình khi mà tất cả quý vị chúng ta đặt hàng thành công một đơn hàng trên VTV Hyundai Shopping trong chương trình ngày hôm nay mừng Tết Nhâm Dần. Và quý vị lưu ý giúp Quang Quý và Diệu Ly là chương trình chỉ diễn ra từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022 mà thôi. Và ngày hôm nay khi mà đồng hành cùng với tất cả quý vị thì Quang Quý và Diệu Ly sẽ mang đến một cái sự lựa chọn dành cho gia đình của chúng ta nha. Một bộ quà Tết thịnh vượng. Cái chữ thịnh vượng này là rất là quen thuộc đúng không ạ? Mọi người cứ hay chúc nhau thịnh vượng trong dịp đầu năm mới. Thì đây sẽ là một bộ quà rất là ý nghĩa ạ. Bao gồm là một hũ một ký nha, chiết xuất hồng sâm saffron. Chúng ta còn có thêm là một hộp 30 gói chiết xuất hồng sâm lê. Chúng ta còn có nữa là một hộp 12 lon cá ngừ đóng hộp và ưu đãi lên tới là 46%. Tại sao Quang Quý lại nói như vậy ạ? Tại vì mức giá nè, thay vì giá nhà cung cấp, gần 2 triệu rưỡi mọi người ạ.
2,5 triệu mua quà Tết chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều đúng không ạ? Thay vì như vậy, ở đây chúng tôi giảm cho tất cả quý vị 1 triệu đồng, chỉ còn 1,499,000 đồng mà thôi. Và chưa dừng lại ở trong chuỗi chương trình Tết này á, nếu mà quý vị chúng ta mua đơn hàng thứ hai được giảm 5% là còn 1,424,000 đồng. Mua đơn hàng thứ ba trở lên, có nghĩa là thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì đó, được giảm thêm 10%, chỉ còn 1,349,000 đồng mà thôi. Mà quý vị thấy ha, có nghĩa là mình mua càng nhiều là càng có lợi nữa. Bây giờ mình điểm sơ qua đi là trong ngày hôm nay á, cái bộ quà tặng này nó nhiều tới như thế nào. Chúng tôi không có dùng chữ quà tặng mà đang dùng là bộ quà tặng, tại vì ít nhất quý vị về nhà kiểm hàng giúp Diệu Ly sẽ có 3 cái hộp á. Bây giờ mình đến với cái hộp đầu tiên đi ha. Ly rất là thích, Ly khá là ấn tượng luôn, tại vì á, nếu mà quý vị nhìn như thế này nè, mình đoán xem đây là hộp gì quý vị. Bánh chăng? Không phải bánh quý vị ơi. Dạ, nó là cá ngừ. Dạ, cá ngừ mà sang như vậy nè quý vị. Cá ngừ mà rất là sang ha. Thì đây là dòng sản phẩm xuất khẩu ạ. Đó, cho nên là cực kỳ thích luôn. Mà nói tới cá ngừ là mê rồi quý vị, là biết là dòng cá cao cấp rồi. Nặng tay lắm quý vị ơi, nặng tay vô cùng luôn. Một cái hộp cá ngừ như thế này á, lớn ha, bự ha. Và nó là một trong ba sản phẩm mà ngày hôm nay chúng tôi có trong bộ sản phẩm này cho quý vị luôn. Mua một lần thôi là có hết rồi. Đó là cá ngừ ha. Nặng lắm quý ơi, mở ra là thích lắm là. Wow, đây Ly sẽ mở ra quay ra như thế này cho quý vị mình dễ thấy ha. Có hoa đào nữa nè, đó hình ảnh hoa đào ở đây nè quý vị ha. Mở ra nè, đó. Đây, một cái hộp 12 hộp cá ngừ bên trong, 12 lon cá ngừ bên trong. Mình có thể là thoải mái, mình ăn cũng được quý vị, mình chế biến thức ăn cũng được nè, salad nè, hoặc là làm bánh tráng cuốn, bánh tráng cuộn á, cùng với lại cái này ăn cũng rất là ngon. Rồi cá ngừ ha. Xong rồi sau đó là mình sẽ có một cái sự kết hợp nữa. Đúng là rồi. Nước hồng sâm với lại là nước lê. Hồng sâm lê, uống bao giờ chưa? Hồng sâm lê nghe rất là lạ đúng không thưa quý vị? Tại vì bình thường á, thì đây, chúng ta thấy là có rất là nhiều những loại hồng sâm khác nhau. Thì đây là hồng sâm lê nha. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 30 gói như thế này đây ạ. Là những cái gói rất là nhỏ như thế này thôi. Cho nên là tất cả quý vị chúng ta có thể dễ dàng mang theo bên người. Sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc quý vị nha. Và cho nên tất cả quý vị có thể là yên tâm về nguồn gốc xuất xứ nè. Và ngày hôm nay khi mà Quang Quý và Diệu Ly lựa chọn trang phục á, thì chúng tôi cũng thấy cái hộp hồng sâm lê này đẹp nha, cho nên là mặc đồ giống vậy luôn. Là mình có hai rồi, mình có thứ nhất là cái hộp cá ngừ quý vị ha. Rồi thứ hai nữa là cái hộp hồng sâm lê. Cái vị hồng sâm lê này nó rất là lạ nha. Mà quý vị biết là ở Hàn Quốc á, là cái trái cây cũng nổi tiếng lắm, mà cái trái lê là mình cũng đã biết rồi. Hộp này quý vị mua riêng thôi là tiền không đó quý vị ơi. Hồng sâm thôi là đã thấy đắt rồi. Có thêm nữa là trái lê bên trong này ha, hồng sâm lê là hai món nè. Thì món thứ ba mình có cái gì ạ? Món thứ ba trong cái bộ sản phẩm này cũng là một dòng sản phẩm cao cấp mà chúng tôi từng có rất là nhiều chương trình giới thiệu về cái dòng sản phẩm này rồi. Đó chính là một hộp chiết xuất hồng sâm saffron quý vị. Hộp chiết xuất hồng sâm saffron thì bên trong á, nó ở dạng gọi là cao cô đặc ha. Quý vị nhìn nè, bây giờ quý vị mua cái đơn hàng này về mình chia ra 3 phần quà dành cho 3 gia đình khác nhau cũng được. Hoặc là mình để trong nhà mình á, cái phần quà này coi như là phần quà Tết mình trưng Tết cũng được. Mình vừa trưng mình vừa dùng. Mà hồng sâm saffron cô đặc như thế này, cao đặc như thế này thì nó sẽ giúp cho mình là gì ạ? Tiết kiệm và nó dễ bảo quản quý vị. Có những cái ngày mà gọi là đi chúc Tết về chẳng hạn đi, hoặc là nhiều khi mình không có đi chúc Tết mà mình gọi điện thoại mình chúc bạn bè, mình gọi nhiều người á, cái cổ họng mình nó hơi mệt mệt, hoặc là mình cảm thấy là ngày hôm đó mình hơi đuối đuối chút xíu, thì có thể là pha một ít hồng sâm saffron này nè, cùng với lại là nước ấm á, uống vào á, nó cũng giúp cho mình có cái độ tỉnh táo rất là nhanh quý vị. Và riêng cái hộp này không thôi, nếu mà mình mua lẻ bên ngoài á, quý biết không, riêng hộp này thôi đó, mua lẻ không thôi là đôi khi cũng phải hơn cả triệu rồi. Đúng rồi, nhưng mà trong cái bộ combo ngày hôm nay thì quý vị có thể là yên tâm nha. Vừa có cả đó chính là hồng sâm lê nè, rồi vừa có cả đó chính là có thêm cá ngừ, rồi còn có thêm nữa đó chính là hồng sâm saffron nữa quý vị nha. Và với mức giá ngày hôm nay thì chúng tôi đã giảm ngay cho tất cả quý vị lên tới là 46% thưa quý vị. Giảm 46% chỉ còn 1,499,000 đồng mà thôi. Với chiết xuất hồng sâm saffron, chiết xuất hồng sâm lê, rồi cả cá ngừ đóng hộp nữa thưa quý vị. Ưu đãi đến 46% cho gia đình của mình, hãy nhanh tay sở hữu cùng với chúng tôi. Và quý vị chúng ta lưu ý là mua đơn thứ hai được giảm 5% và mua đơn thứ ba trở lên chúng ta sẽ được giảm thêm là 10% quý vị nha. Cho nên là phải đặt hàng thật là nhanh. Mà bây giờ nói chút xíu về cái sản phẩm là hồng sâm mà trong đó nó có saffron nữa đi quý vị. Quý vị biết saffron á, người ta nói là những mỏ vàng mang tên saffron. Saffron được xem là một trong những cái dòng mà nó có thể hỗ trợ cho sức khỏe của mình rất là nhiều. Và tại sao á, ở một vài quốc gia người ta đi du lịch về người ta cũng mua cái saffron về rất là nhiều ha. Thì hôm nay
không chỉ là saffron đâu, mà mình còn có cái tinh túy từ đó chính là hồng sâm nữa. Hồng sâm thì cái gốc gác của nó cũng là từ nhân sâm. Nhân sâm khi mà thu hoạch xong rồi, người ta sẽ lựa chọn những cái củ sâm chất lượng ạ. Và từ những cái củ sâm tươi đó ha, thì bắt đầu trải qua cái quá trình chưng cất này quý vị. Nó bắt đầu cho ra là hồng sâm. Rồi từ hồng sâm như vậy, người ta có cái dạng gọi là cao đặc hồng sâm quý vị ơi. Thì cái chiết xuất mà cô đặc như vậy nó sẽ giúp cho mình bảo quản được lâu hơn. Và cái hàm lượng dinh dưỡng qua cái quá trình chưng cất đó nó cũng sẽ được tăng lên nhiều hơn. Thì có phải là mình sẽ đem về dinh dưỡng cho cơ thể của mình hay không? Năm mới mình cần gì ạ? Mình cần sức khỏe. Năm mới mình chúc nhau cái gì ạ? Mình chúc nhau sức khỏe. Năm mới mình tặng cho nhau cái gì ạ? Tặng cho nhau những phần quà về sức khỏe. Vậy thì bây giờ hồng sâm và nhụy hoa nghệ tây saffron là quá hợp lý luôn. Và tất cả được cô đặt trong sản phẩm là chiết xuất hồng sâm saffron đó. Cái hộp này không thôi là cực kỳ giá trị nha quý vị. Có rất nhiều chương trình mà chúng tôi đã giới thiệu rồi. Nó có nhiều dưỡng chất quý giá, cái vị thơm ngon và dễ uống, hợp khẩu vị của các cô chú người Việt Nam mình ha. Hàng chính hãng từ Hàn Quốc nhập về 100%, tăng cường dinh dưỡng để khỏe mạnh trong năm mới nha. Nhưng mà chưa hết ạ, hôm nay là quà Tết về quê giá tốt về nhà, quà Tết thịnh vượng, đây là một thôi, mình còn thêm nữa, hai hộp nữa nha quý vị. Mình cùng nhau mình kiểm tra ha, nguyên một bộ luôn, quá hoành tráng quý ơi. Nguyên một bộ cực kỳ hoành tráng, là bên cạnh chiết xuất hồng sâm saffron thì chúng ta còn có thêm là chiết xuất hồng sâm lê và cả cá ngừ đóng hộp nữa. Mà còn xịn sò hơn nữa là sao ạ? Giảm đến 46% cho gia đình của mình, chúng ta chỉ cần phải chi ra 1.499.000 đồng mà thôi thưa quý vị. Giảm lên tới 46%, có cả trọn một bộ combo như thế này thì chỉ có trên VTV Huyền Đài Hồng Shopping mà thôi. Hãy nhanh tay sở hữu cùng với chúng tôi nha. Thời gian của chúng tôi đang bắt đầu đếm rồi ạ. Và ngay lúc này, để cho tất cả các cô chú anh chị chúng ta có thể là dễ dàng và tiện lợi hơn trong việc alo lên tổng đài, thì chắc là Quang Quý và Diệu Ly cũng xin phép được im lặng một chút xíu để mọi người có thể là theo dõi chương trình và alo lên tổng đài của chúng tôi nha. Quà Tết về quê, giá tốt về nhà, giảm giá trực tiếp, đừng bỏ lỡ. Từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, quý khách hàng sẽ được giảm 5% cho đơn hàng thứ hai và giảm 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên. Nhớ đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn này nha. Chúc mừng năm mới 2022. Có ai mà mình vừa mới mở TV lên hay không ạ? Từ nãy tới giờ thì chúng tôi đang có một cái bộ quà Tết phải nói là xuất sắc luôn quý vị ơi. Chủ đề của bộ quà Tết này là thịnh vượng, và đúng như là cái tên gọi của nó, nhìn lên thôi là đã thấy thịnh vượng rồi. Thường thì trong không gian nhà mình, cái dịp Tết đó, Ly thấy ở người Việt Nam mà có một cái nó đi vào ký ức tuổi thơ luôn. Đó là lúc nào cũng vậy, mình tới nhà một ai đó thì mình sẽ thấy là họ sẽ có một cái bàn. Trên cái bàn đó thì sẽ là chưng hoa nè, chưng bánh chưng nè, bánh tét nè quý vị ha. Rồi còn có thêm một vài cái món quà nữa, những cái gói quà hoặc là những cái hộp quà mà con cháu họ gửi về rất là thích luôn. Cho nên là bây giờ đây, để nó thịnh vượng hơn nữa và tiện lợi cho chúng ta trong cái quá trình mà mình bồi bổ sức khỏe trong năm mới, thì quý vị ơi đồng hành thử cùng với chúng tôi đi. Ly là Ly thấy quý là đang để ý cái hộp quà này nè, nhìn nó có vẻ rất là lạ đúng không? Thực ra là đây là một trong những dòng sản phẩm mà phải nói, nếu như mà tất cả các cô chú anh chị chúng ta theo dõi VTV Hyundai từ lâu rồi, nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy lạ nha. Tại vì đây là chiết xuất hồng sâm lê từ Hàn Quốc. Hồi đó tới giờ là chúng ta rất là quen là hồng sâm saffron nè, rồi hồng sâm linh chi, hồng sâm nhung hưu, rồi đúng cả rồi. Là các thể loại hồng sâm khác nhau đúng không ạ? Nhưng mà đây là hồng sâm lê quý vị nha. Rất là tuyệt vời luôn, và cái màu nó rất là đẹp và rất là bắt mắt. Và khi mà tất cả quý vị ở chúng ta sở hữu dòng sản phẩm này thì tất cả quý vị có thể là hoàn toàn yên tâm, một hộp như thế này là có 30 gói quý vị nha, cho gia đình của mình ạ. Và đây chỉ là một trong số những sản phẩm trong giỏ quà thịnh vượng của chúng ta mà thôi. Làm sao mà mình có thể tỉnh táo trong một cái cơ thể
thể nó mệt mỏi được quý vị. Làm sao mình có thể thịnh vượng trong khi cơ thể của mình nó không khỏe quý vị ơi. Cho nên cái thịnh vượng đầu tiên, cái điểm đầu tiên trong năm nay, nó cứ đi từ cái sức khỏe là tốt nhất quý vị. 2022 rồi đó quý vị ơi. 2 năm trôi qua rồi và rất nhiều biến cố, và cái này là biến cố chung mà rất nhiều gia đình phải trải qua quý vị. Cũng có những cái đau thương chứ, cũng có những cái mất mát chứ. Nhưng nếu như mình vẫn đang còn ngồi lại ở đây cùng với nhau được, hãy bảo vệ sức khỏe của mình. Và quý vị có biết là cái điều này nó thể hiện rõ nhất thông qua những cái thống kê của bộ phận marketing luôn. Có nghĩa là càng về thời gian gần đây á, là những cái dòng sản phẩm để mà bồi bổ hỗ trợ cho sức khỏe á, là được lựa chọn rất là nhiều. Ngày xưa á, là người ta còn mua là mỹ phẩm, là quần áo thời trang rất là nhiều quý vị. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian gần đây là các cô chú mình mua, ví dụ như là Hồng Sâm Saffron này nè, là mua nhiều lắm. Và riêng cái dòng sản phẩm này hôm nay chúng tôi không bán lẻ nha. Chúng tôi không phải là giới thiệu lẻ từng món đâu, mà 3 cái hộp này là trong một bộ quà lớn luôn. Thì quý vị có nhớ không ạ? Có ai mà từng mua cái hộp này riêng chưa ạ? Cả triệu phải không ạ? Dạ, cái hộp này mà bán riêng thôi đó, nhiều khi là khuyến mãi rồi đó, nhưng mà cũng là tiền triệu. Trong khi hôm nay quý vị thấy nè, vẫn là Hồng Sâm Saffron đây, vẫn là nhập từ Hàn Quốc nhập về Việt Nam đây. Đây, có lá quốc kỳ của Hàn Quốc này, nhập từ Hàn Quốc nhập về Việt Nam. Cho nên là cái tem nó cũng đảm bảo nữa, tem hai bên ha. Hồi nãy Ly đã bóc ra rồi, về nhà mà nhận cái hộp quà này là sang vô cùng luôn. Ở đây á, nó in nổi cho mình nữa. Người ta in nổi cho mình, quý vị cầm lên thôi là thấy vừa sang vừa đẹp nè, lấp la lấp lánh là thấy thích rồi. Chắc chắn đảm bảo mở ra một cái, wow, mê luôn. Đúng kiểu là Tết luôn em. Nhìn vào cái cảm giác nó rất là Tết luôn quý vị nè, rất là thích luôn ha. Đó, thì ở đây á, nó giống như á, là cái phong cách ngày xưa, phong cách cung đình ngày xưa vậy đó quý vị. Ở đây nó có một cái muỗng gỗ cho mình nữa, và bên trong nó sẽ là chiết xuất hồng sâm và saffron quý vị nhé. Mình có thể là mở nắp ra mình dùng. Thì cứ khi nào á, mà mình cảm thấy là mình cần thưởng thức một cái gì đó ấm ấm, nóng nóng, hoặc là như miền Bắc Ly thấy là thời tiết thay đổi á, thì thường thường buổi sáng á, là các cô, các bác là hay có một cái bình trà, xong rồi sau đó là ủ trong mấy cái lán tre á quý vị. Bắt đầu là mình sẽ uống, mình nhâm nhi, mình thưởng thức cả ngày. Thì bây giờ các cô các bác ơi, mình thử là mình lấy cái hồng sâm saffron này nè, mình pha với lại là nước ấm một chút ha. Buổi sáng mình uống á, nó rất là tỉnh táo nha. Mà khi mình tỉnh táo rồi, mình thấy buổi sáng nó đẹp trời vô cùng luôn quý ơi. Bên trong thành phần nó có thêm là saponin ở trong hồng sâm thưa quý vị, và có thêm là cả những cái dưỡng chất và cả những cái loại vitamin khác nhau nằm trong saffron nữa quý vị nha. Khi mà kết hợp lại như vậy á, thì chúng ta cảm giác là rất là thoải mái và dễ chịu, và cả một cái ngày mới á, chúng ta sẽ tỉnh táo hơn rất là nhiều. Và đang trong giai đoạn này, đang trong cái khoảng thời gian này là chuỗi chương trình của chúng tôi Quà Tết Về Quê Giá Tốt Về Nhà, cùng với bộ quà Tết thịnh vượng ngày hôm nay. Nhắc lại một lần nữa, chúng ta sẽ có gì ạ? Chiết xuất hồng sâm saffron, chiết xuất hồng sâm lê và cả cá ngừ đóng hộp nữa quý vị nha. Giảm ngay cho quý vị là 46% cho gia đình của mình trong chương trình ngày hôm nay, ưu đãi đến 46% thay vì 2.499.000 đồng, hôm nay chỉ còn 1.499.000 đồng mà thôi. Mùa đơn thứ hai 1.424.000 đồng, mùa đơn thứ ba giảm 10% chỉ còn 1.349.000 đồng mà thôi nha. Quá ưu đãi quý vị à, quá ưu đãi luôn. Chỉ cần một đơn hàng thôi mà mình đã có về cho gia đình nhà mình á, là những cái dưỡng chất đến từ saffron. Quý vị để ý là trên rất là nhiều những cái nguồn báo, ví dụ như là Sức Khỏe Đời Sống ha, như mình theo dõi nãy giờ trên màn hình TV đó, chúng tôi trích dẫn lại quý vị cũng sẽ thấy là tại sao saffron á, nó có những cái dưỡng chất mà đặc biệt các cô các chị mình rất là thích dùng luôn. Thì á, bây giờ đây nếu như mình đi mua lẻ những cái đơn hàng về saffron, quý vị để ý đi, cái giá trị á, nó rất là cao. Đôi khi mình nghe nói tới là nhụy hoa nghệ tây saffron mình thấy thích chứ. Vậy thì sẽ ra sao đây nếu như mà trong năm mới này mình sắm về cho gia đình của mình, hoặc mình gửi tặng cho người thân yêu của mình một đơn hàng mà mình nói với họ rằng là trong này nha, nó có cái chiết xuất từ saffron đó, không chỉ là nhụy hoa nghệ tây đâu, mà quý vị biết là nó còn có thêm gì nữa ạ? Tinh chất từ hồng sâm. Cái tinh chất từ hồng sâm nó hay lắm quý vị. Nhân sâm tươi á, thì có người dùng được, có người không có dùng được. Tại vì nhân sâm tươi nó có cái tính hàn, tính lạnh ạ. Nhưng mà trải qua cái quá trình gọi là chưng cất rồi, thì quý vị biết là từ tính hàn nó chuyển qua tính ôn. Và cái lượng saponin á, cái lượng dưỡng chất nó cũng gấp lên rất là nhiều lần. Giống như là mình lên men một cái gì đó thì quý vị thấy nó cũng sẽ có dinh dưỡng hơn. Thì đối với hồng sâm, nhân sâm nó cũng là như vậy. Và từ cái hồng sâm đó, người ta bắt đầu người ta có thành cái chế phẩm á, là hồng sâm cô đặc quý vị. Và quý vị để ý nhé, những năm gần đây á, Việt Nam mình liên kết với Hàn Quốc rất là nhiều. Cho nên là cái nhân sâm Hàn Quốc hoặc là cái hồng sâm á, cái chiết xuất này nè, nó giúp bồi bổ cơ thể của mình cực kỳ nhiều. Những cái người mà vận động viên á, thể dục thể thao, người ta còn sử dụng
hoặc là thậm chí những cái thông tin ví dụ như là những cái đội bóng ở Việt Nam mình nè, người ta cũng dùng nữa, trong bóng đá là cũng có luôn đó quý vị. Vậy mà bây giờ đây mình không cần phải là mua lẻ nha. Quà Tết Thịnh Vượng á, trong một đơn hàng thôi mà biết bao nhiêu cái chiết xuất. Bây giờ nói riêng về cái hũ gọi là chiết xuất hồng sâm saffron đi, nó còn có thêm là ngải cứu nè, nấm linh chi nè, táo đỏ nè, rễ cây bạch chỉ nè, rễ đại hoàng nè, rồi nhiều lắm quý vị. Mà chưa hết quý vị ơi, có thêm là nước hồng sâm lê Hàn Quốc. Cái món này á rất là lạ, rất là ngon. Đúng rồi ạ, nước hồng sâm lê Hàn Quốc á, ngày hôm nay á, một hộp chúng ta có là 30 gói cho gia đình của mình luôn. Rất là thoải mái để chúng ta có thể là sử dụng, đặc biệt là trong mùa Tết này quý vị nha. Không chỉ dừng lại ở đó, có nước uống rồi thì chúng ta còn phải có thêm đồ ăn đúng không ạ? Cá ngừ đóng hộp 12 lon, thịt cá ngừ là 70% ở phía bên trong luôn, thơm ngon bổ dưỡng cho gia đình của mình thưa quý vị. Và với trọn bộ combo quà Tết Thịnh Vượng ngày hôm nay thì quý vị có thể yên tâm sở hữu cùng với VTV Hyundai nha. Tại vì chúng tôi đã giảm ngay cho tất cả quý vị 1 triệu đồng. Giá tốt hôm nay quý vị nha, 1.499.000 đồng mà thôi. Thời gian không còn nhiều, quý vị ơi nhanh tay alo về tổng đài của chương trình. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Tết Nhâm Dần, quà Tết về quê, giá tốt về nhà, giảm giá trực tiếp, đừng bỏ lỡ. Từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, quý khách hàng sẽ được giảm 5% cho đơn hàng thứ hai và giảm 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên. Nhớ đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn này nha. Nhâm Dần, quà Tết về quê, giá tốt về nhà, giảm giá trực tiếp, đừng bỏ lỡ. Từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, quý khách hàng sẽ được giảm 5% cho đơn hàng thứ hai và giảm 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên. Nhớ đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn này nha. Quý vị thân mến, mình đã đặt hàng hay chưa ạ? Đặt hàng nhanh nhanh quý vị ơi, năm mới rồi, 2022 rồi ạ. Biết là khoảng thời gian qua có rất là nhiều câu chuyện xảy ra với gia đình mình nè, với khu phố mà mình ở nữa, với cái thành phố, với thị trấn nơi mà mình sinh sống. Nhưng mà nếu như đã đồng hành cùng với Diệu Ly và Quang Quý trong khung giờ này thì đừng quên bộ quà Tết Thịnh Vượng ạ, sẽ giúp cho mình có cái cảm giác nó vui hơn, nó thoải mái hơn. Thứ nhất là mặt hàng nó đa dạng nè. Thứ hai, bộ quà Tết này nó quá sang chảnh. Thứ ba là chúng tôi đang có cái mức giảm giá quá tốt quý vị. Giảm giá 40 mấy phần trăm, là giảm giá gần 50%, gần một nửa rồi. Nên là mình đừng chần chờ nha. Có chiết xuất gọi là hồng sâm saffron nè, có thêm một hộp trong đó bao gồm 12 lon là cá ngừ hộp quý vị, rất là ngon luôn. Và đặc biệt là có thêm một cái món nước mà Ly thấy là Quang Quý rất là thích luôn, là hồng sâm lê đến từ Hàn Quốc. Đúng rồi, tại vì thật ra khi mà Quý nhìn ở bên cái số lượng những cái gọi là gói hồng sâm lê như thế này thì tự nhiên Quang Quý lại nhớ tới cái việc là cứ mùa Tết tới mọi người thì chúng ta hay là gửi tặng cho nhau những cái phong bao lì xì đúng không ạ? Thì thay vì là màu đỏ thì bây giờ mình chuyển là màu vàng đi mọi người. Và thay vì ở phía bên trong mình để là những cái đồng tiền may mắn thì mình cũng có thể là mình để ở phía bên trong đó chính là những cái chiết xuất nha, cũng như là những cái loại nước mà tốt cho sức khỏe của chúng ta đi thưa quý vị. Ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 30 gói nha, chiết xuất hồng sâm lê thưa quý vị. Kết hợp lại với nhau thì thật ra chia sẻ thiệt cùng với mọi người luôn, Quang Quý quay rất là nhiều chương trình ở VTV Hyundai, nhưng đây là lần đầu tiên Quý thấy có cái gói này. Lần đầu tiên Quý thấy có cái gói này nha. Đó, cho nên đó là tất cả quý vị á, chúng ta khi mà mình mua một cái gì đó, mình nhớ để ý kỹ giúp Quang Quý. Đầu tiên là ở trên cái bao bì của bao nó. Ở đây nè, mọi người nhìn giúp Quang Quý đi ạ, có cái logo Hàn Quốc. Đây 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 đây, để đằng trước luôn. Có cái logo Hàn Quốc nha. Rồi không dừng lại ở đó, có cái logo HACCP nữa, là tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nha, đảm bảo trong quá trình sản xuất nè. Đó, rất là yên tâm để cho tất cả chúng ta có thể là sử dụng luôn. Và đặc biệt á, cái gói này nè, nó có một cái đường cắt gì nè. Đó, mình chỉ cần mình xé ra thôi. Cái này mà mấy ngày Tết lễ rồi đó, là mình đi đâu đó mà mệt mệt ha, mình để vào trong ba lô túi sách đó quý vị, hoặc là mấy cái giỏ sách của mấy chị em mình đó quý vị ạ. Nhiều khi là lấy ra thưởng thức sao, cái vị hồng sâm là cũng đã hiểu hiểu rồi đó, nhưng mà hồng sâm lê thì sao em? Ê, trái lê ở trong đó nó hay hay mọi người.
Tại vì bình thường á, khi mà Quý uống các loại hồng sâm khác nha, thì cái mùi hồng sâm á nó vừa phải rồi, nó không có quá nhẫn, nó cũng gọi là không quá gắt. Và với dòng sản phẩm ngày hôm nay, hồng sâm Lê á, uống vào nó ngọt ngọt, nhẹ nhẹ, mà nó có thêm một cái phản phất một chút xíu cái vị hơi chua chua nhẹ nhẹ của lê. Lê đúng và khi mà mình uống vào mình thấy nó gọi là nó điều vị á, nó rất là hay. Và đặc biệt nếu như mà tất cả quý vị á, chúng ta chưa quen uống những cái loại nước uống này á, thì Quang Quý cũng khuyên tất cả mọi người là chúng ta có thể là pha với nước đá. Nếu mình có thể bỏ thêm đá vô, cái mình quậy 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 một chút xíu cho nó hơi loãng loãng lên một chút xíu để mình uống từ từ để mình có thể làm quen. Còn đối với những ai đã quen rồi như là Quý với Ly thì thôi, bây giờ mình cầm mình cứ hút thôi. Ly thấy là bình thường á là Quang Quý cũng gọi là kén cá chọn canh lắm đó quý vị, nhưng mà hôm nay mà uống hồng sâm lê mà thấy cảm giác thích như vậy rồi thì quý vị ơi mình nên đặt hàng ha. Tại vì á đây là một khách hàng cũng gọi là khách hàng VIP đó, khách hàng gọi là rất là thân thiết của VTV Hyundai luôn. Bản thân chúng tôi á là trải nghiệm sản phẩm nhiều lắm mà đâu phải lúc nào á cũng có khuyến mãi thật là nhiều đâu. Cho nên là đôi khi chính chúng tôi nè, còn trong những cái chương trình á mà gọi là săn hàng khuyến mãi khủng á là bản thân chúng tôi là cũng đặt hàng nữa. Nên là quý vị ơi mình đừng có chần chờ, mình sẽ có là 3 hộp nha, về nhà mình có 3 hộp. Cái hộp thứ nhất là cái túi xách hồng sâm lê như là Quang Quý hồi đã có giới thiệu tới quý vị. Tiếp theo nữa thì mình sẽ có cái hộp này nè. Cái này á nếu mà không nói quý vị nhìn vào đây quý vị thấy hoa ma hoa đào ha. Quý vị có tưởng tượng được đây là cá hộp không ạ? Là cá ngừ đó quý vị. 12 cái hộp cá ngừ ở bên trong cái hộp này cũng sẽ về nhà mình luôn. Rồi thêm nữa cái chiết xuất này nè, cái chiết xuất này là chiết xuất của hồng sâm và saffron nữa quý vị ha. Hồng sâm và saffron cực kỳ sang trọng luôn, để Tết này về nhà mình có thể là mình thưởng thức thêm, bồi bổ thêm cho sức khỏe của gia đình nhà mình nha. Ly sẽ pha thử ra cho quý vị mình xem, chứ nhiều cô chú mình nói là ủa Ly ơi không biết là bây giờ pha cái này ra rồi nó là sao, thấy thức uống bên kia cũng đã ngon rồi, không biết thức uống này thì như thế nào. Nè cái này là tính ra là 1 kg đó em. Một ký nha, rất là đặc hèn chi luôn. Em thấy trên vỏ hộp ghi 1000 gram. 1000 gram là 1 ký. Trời ơi, em giỏi quá. Hay quá, nhiều quý giỏi tay quá. Quý giỏi quá mọi người ơi. Nhưng mà bây giờ mình coi nè, cái chất ở bên trong nó rất là đặc nha. Đây là dạng cao đặc đúng không ạ? Luôn. Đúng rồi nè quý vị ơi, nó sánh lên như thế này nè quý vị đó. Khi mà mình về nhà mình pha ha, thì Ly thì Ly rất là muốn là nhà mình hãy thưởng thức theo kiểu như thế này nè. Là mình lấy một ít xong sau đó là mình pha cùng với lại là nước ấm như vậy đã được rồi. Nhưng mà có nhiều chị em á thì quý vị biết không, người ta còn nấu những cái món ăn nữa, ví dụ như là gà hầm sâm á em. Gà hầm sâm hoặc là gà ác tiềm chẳng hạn á, là người ta cũng sẽ bỏ thêm một cái muỗng như thế này vào thì nó giống như là cung cấp thêm cái dưỡng chất á. Hoặc là người ta nấu chè táo sọn này, chè táo đỏ quý vị, xong sau đó người ta cũng sẽ bỏ thêm một ít cái hồng sâm saffron này vào đó, thì một ly nước như thế này thôi nó đã giúp cho mình cung cấp được cái năng lượng rồi quý vị, nó cũng đã rất là ngon cho mình trong cái quá trình mà mình thưởng thức rồi đó. Quý vị thấy cái độ đậm đặc của nó không? Trong này là chiết xuất hồng sâm và saffron đó, thì nó sẽ giúp cho mình là bổ sung cái dinh dưỡng, cái dưỡng chất. Và những cái dinh dưỡng, dưỡng chất nó cực kỳ quan trọng. Trời trong thời điểm quá này luôn. Nó bay qua thơm tận bên đây luôn nè. Bởi vậy cho nên chị mới nói là mình nên pha với lại nước ấm. Thì nó sẽ lên cái mùi thơm cực kỳ, mình nhớ những cái siêu ngày xưa nha. Khi dịp Tết về là thường thường là ông bà mình sẽ hay nấu những cái siêu nước á em. Đúng xong rồi, bắt đầu siêu có nước táo mát, đỏ rồi cái có... thể loại đúng không? Đúng, chính xác, đó, cái đó đó, thơm quá. Nhưng mà cái này á mọi người mình cũng có thể là mình uống, mình thay thế những cái bình trà trong gia đình của chúng ta quý vị nha. Đó mình cũng có thể là mình để mình pha vào bình trà mình rót nè, hoặc là có những cái bình thủy tinh mà các nó to to sẽ rất là thích cái, này. Cái bình to to Ly thì mình cũng có thể là pha với nước ấm để mình uống nguyên đúng một rồi. Ngày luôn thì nó vẫn rất là tốt. Thì tùy thuộc theo khẩu vị của chúng ta và cũng như là cái sự quen thuộc của chúng ta khi sử dụng những loại này thì mình có thể là pha từ từ, từ loãng cái đó. Cái này mà trời se se lạnh là uống vào là đúng chuẩn đúng bài luôn quý vị. Với lại là nó không ngọt nha, nó không có ngọt, nó chỉ nhẹ nhẹ một chút xíu xíu, xíu thôi chứ nó không có, Ly không thấy cái vị ngọt ở đây. Không có bị gọi là khó chịu gì cả mà nó thơm lắm. Cho nên cái này là thứ nhất là mình nấu ăn á, mình hầm gà nè, hoặc là mình hầm nước xương á, mình bỏ vào cho nó bổ quý vị. Rồi mình pha mình uống trực tiếp như thế này cũng được, hoặc là quý vị có thể là mình làm cùng với lại là chè nè, đó với lại súp nè là cũng được quý vị ha, rất là ngon. Chè sâm, hạt sen, táo đỏ, quý vị bỏ thêm một cái muỗng nho nhỏ hồng sâm saffron vô giúp dịu ly. Hoặc là mình hầm canh nè, canh sâm nấu sườn bí đỏ quý vị, hoặc là ở Hà Nội ở miền Bắc thì có cái cây sấu á quý vị, nấu canh sấu á mà bỏ cái này vào cũng rất là thơm nha. Rồi gà tần sâm nữa quý vị ơi, tẩm bổ cho cái dịp năm mới. Rồi á bỏ thêm kỷ tử, táo đỏ, hạt sen vào đó, ui ngon lắm quý vị ạ. Mà nó dễ chế biến nữa, nó đâu có khó khăn đâu. Cho nên là chỉ cần quý vị đặt một đơn hàng thôi là nhà mình sẽ có rất là nhiều cái gợi mở cho năm mới này rồi. Qua Tết về quê quý vị ơi, giá tốt về nhà.
bộ quà Tết thịnh vượng ạ. Trong đó sẽ có 3 dòng sản phẩm. Thứ nhất là chiếc xuất hồng sâm saffron. Thứ hai đó chính là cá ngừ xuất khẩu. Và thứ ba là gì quý vị ơi? Cá ngừ đóng hộp là đã thích rồi ha. Thêm một cái phần quà thứ ba nữa là chiếc xuất hồng sâm lê ạ. Thay vì gần 2,5 triệu, ưu đãi giảm giá gần một nửa luôn, 46% giảm giá nha. Giá tốt hôm nay chỉ có 1,499,000 đồng mà thôi. Đừng quên chúng tôi còn có ưu đãi tiếp nối nữa. Đơn thứ hai giảm 5% là chi ra có 1,424,000 thôi. Đơn thứ ba giảm 10% là chi ra 1,349,000 đồng mà thôi. Và không dừng lại ở đó, với trọn bộ combo ngày hôm nay thì quý vị thấy đó, có từng sản phẩm mà chúng tôi đã chia sẻ cùng với tất cả quý vị nè. Chiếc xuất hồng sâm saffron 1kg luôn nha, sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc, có những thành phần khác kết hợp vào, có thêm ngải cứu, nấm linh chi, táo đỏ, rễ cây bạch chỉ, rễ đại hoàng, quế, gừng, cam thảo nữa quý vị ạ. Cho nên nó điều vị nha, uống rất là thoải mái luôn. Ngoài ra còn có thêm là nước hồng sâm lê Hàn Quốc thưa quý vị, một hộp 30 gói tinh túy từ hồng sâm 6 năm tuổi, cùng với chiếc xuất lê và các thảo dược quý nữa chứ, bồi bổ cơ thể của chúng ta và tăng sức đề kháng. Còn có thêm là cá ngừ đóng hộp, có thịt cá ngừ 70%, thơm ngon và bổ dưỡng, nằm trong trọn một bộ combo ngày hôm nay. Quà Tết thịnh vượng trên VTV Huyền Đài Hồng Shopping quý vị nha. Mỗi lúc mà trong cái dịp năm mới thì mình sẽ có rất là nhiều câu chuyện để mà cùng ôn lại với nhau. Chuyện là về sức khỏe nè, chuyện về những cái mối quan hệ nè, chuyện về công việc, chuyện về làm ăn phải không ạ? Và trong những cái khoảnh khắc đó mà chúng ta có những cái ly nước thơm ngon bổ dưỡng đó để mà thưởng thức á, thì nó quá hợp lý luôn. Thiên thời địa lợi nhân hòa quý vị ha. Những cái khoảnh khắc đầu năm mới lúc nào nó cũng dễ thương cả, vì nó giống như là một cái sự khởi đầu á, để mình có thể là quan tâm hơn về chính bản thân mình. Và sẽ thật tuyệt vời nếu như quý vị đặt hàng trong khung giờ này, tại vì á, mình sẽ có những cái chiết xuất rất là tốt luôn. Quý vị ơi, đặt hàng nhanh đi, chứ Diệu Ly thấy là thời gian trôi qua rồi đó, trôi qua nhanh lắm, nó sẽ hơi phí ha. Đầu tiên phải kể tới cái chiết xuất ở trong này nó sẽ có gì nè. Trong đơn hàng này, tinh túy từ nhụy hoa nghệ tây saffron thì mình có luôn. Nhụy hoa nghệ tây saffron á, với những cái dưỡng chất của nó, tại sao mà các chị em á, trong rất là nhiều những cái hội nhóm ở trên mạng xã hội, người ta có những cái bài viết người ta chia sẻ về nhụy hoa nghệ tây saffron. Quý vị biết là tại vì nó giúp cho cái làn da của người phụ nữ mình á khỏe đẹp hơn, nó có nhiều dưỡng chất để mà bồi bổ cho cái sức khỏe của mình. Nó giống như là một cái cách để mình có thể thanh lọc cơ thể. Nhưng mà đã hết đâu, ngày hôm nay không chỉ là cái tinh chất từ saffron mà mình còn có thêm nữa là từ hồng sâm. Mà quan quý thấy không, Hàn Quốc là thủ phủ nhân sâm trên toàn thế giới. Thành ra là mình cực kỳ yên tâm khi mà trong chương trình ngày hôm nay mình có một cái dòng sản phẩm liên quan đến hồng sâm từ Hàn Quốc mà nhập về Việt Nam ha. Hồng sâm đã tốt rồi, hồng sâm saffron còn tốt hơn nữa quý vị nha. Và chia sẻ thì cùng với tất cả mọi người luôn á, thì đây là một trong những dòng sản phẩm mà chúng tôi bán rất chạy trên VTV Huy Đào Shopping. Và nếu mà quý vị chúng ta đã từng mua rồi thì chúng ta thấy là một cái hộp 1kg như vậy á, bình thường chúng tôi bán riêng nha là cũng cả triệu rồi đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay kết hợp lại cùng một combo, quý vị chúng ta không cần phải mua lẻ. Quý vị không cần phải mua lẻ là hồng sâm saffron, rồi mua lẻ hồng sâm lê, rồi mua lẻ cá ngừ nữa. Tất cả đã gom vào một combo dành cho chúng ta, giảm luôn 46%, chỉ còn 1,499,000 đồng mà thôi quý vị nha. Chỉ có trong chương trình mua sắm ngày hôm nay mà thôi. Và đặc biệt là trong những cái dịp này thì quý vị nhớ, đơn thứ hai giảm 5%, đơn thứ ba trở lên giảm thêm 10% dành cho quý vị nha. Đặt hàng nhanh thôi quý vị ơi, chứ bây giờ mình chần chờ là mình sẽ hết giờ rồi. Mà hết giờ thì lại là quá phí quý vị. Tại vì sao? Mình bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội rồi quý vị. Nhanh quá ha, mới đó mà cũng đã một năm trôi qua rồi. Vào cái thời khắc mà năm mới á, thì thật ra mình cứ rơi vào trong cái trạng thái là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà đôi khi lại chẳng biết nói gì. Đó, thành ra quý vị biết là đôi khi á, người ta nói là miếng trầu là đầu câu chuyện.
Nhưng mà đó là ngày xưa. Còn bây giờ quý vị biết là nếu mà có được trầu cau thì nó vẫn hay, nó vẫn thích. Ngày xưa thì cứ mỗi dịp, ví dụ như là lễ nè, đám cưới, đám hỏi nè, mình sẽ thấy cái hình ảnh đó. Nhưng mà vào cái dịp của người Việt Nam mình, mà trong dịp lễ Tết á, Ly cũng rất là thích cái hình ảnh là những cái gì đó nó cổ truyền, nhưng mà bây giờ nó có thêm cái yếu tố hiện đại nữa. Và quý vị biết là hiện đại ở đâu ạ? Hiện đại ở cái việc là sự bố trí vẫn là Việt Nam ta đó. Dạ, tự hào không quý vị? Việt Nam mình quá đẹp với nhiều cái ẩm thực khác nhau phải không ạ? Vẫn là bánh chưng xanh, vẫn là dưa hấu đỏ ạ, vẫn là những cái phong bì đỏ đỏ, những cái túi lì xì cho con mình nó vui, vẫn là những cái bông hoa mà mình yêu thích phải không quý vị? Nhưng mà chấm phá thêm một vài cái sự hiện đại, một vài cái sự kết nối với ẩm thực của những đất nước khác, mà ở đây mình kết nối cùng với Hàn Quốc đi. Dạ, tại vì sao? Hàn Quốc họ có những cái dòng thực phẩm để mà hỗ trợ bồi bổ cho sức khỏe của mình rất là tốt. Thì ngày hôm nay trong đơn hàng này, trong cái phần quà Tết Thịnh Vượng này, chúng tôi chọn ra hồng sâm lê Hàn Quốc nè, rồi có thêm chiếc suất là hồng sâm saffron, cái hũ đó đó quý vị, là 1 kg. Chiếc suất hồng sâm saffron tuyệt vời không quý vị? Thêm nữa là 12 lon cá ngừ đóng hộp đó, mà cái cá ngừ đóng hộp á, để trong một cái hộp thiết kế xanh xanh cũng rất là đẹp quý vị, nhìn là không biết là cá hộp luôn. Thật sự lúc đầu mình vào mình nhìn là ủa cái này là gì ta, mà khi quan sát lại quý vị tin không, là cá hộp quý vị ơi, quá sang trọng và cao cấp luôn. Cái cá hộp, cá ngừ đóng hộp này á, là hàng xuất khẩu đó quý vị, mà chúng tôi lựa chọn đưa vào đơn hàng này luôn để cho nhà mình thêm sum vầy, thêm thịnh vượng trong Tết năm nay quý vị nhé. Và đó cũng là ý nghĩa của cái bộ combo mà ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Thật ra nhà quân quý nói thiệt cùng với mọi người luôn, cái chuyện này á, là Tết năm nào quý cũng gặp phải, đó chính là có nhiêu đó ăn hoài chán, không biết ăn gì. Đúng rồi, đúng không ạ? Cứ nhìn vô bếp, bước vô bếp cái đó, ngon thiệt đó. Có nghĩa là cả một năm dài chúng ta về quê cùng với những người thân yêu của mình thì mình sẽ gặp những cái món ăn rất là quen thuộc ngày Tết. Cả một năm thèm ơi là thèm, nhưng mà tới Tết ăn khoảng 5-7 ngày, 10 ngày gì đó, cái tự nhiên trời ơi, váng hết cả đầu, kiểu là bị khó chịu trong người, làm sao đây, làm sao mình rất là đói, mình rất là muốn ăn nhưng mà nhìn vô thì mình không ăn được nữa, đúng không ạ? Thì thay vào đó mình hãy cho thêm vào cái thực đơn mỗi ngày của chúng ta những cái món ăn khác đi nha. Cái lý do vì sao những cái dòng sản phẩm như thế này bán rất là chạy trên VTV Hyundai ạ, và lý do vì sao chúng tôi lựa chọn những sản phẩm này từ Hàn Quốc ạ, tại vì họ có quy trình sản xuất đảm bảo khép kín nè, cũng như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nè, và khi mà chúng ta pha ra mọi người, nó vẫn giữ được cái chất dinh dưỡng ở phía bên trong khi mà chúng ta uống vào người quý vị nha. Chính xác luôn. Quý vị cứ thử nghĩ đi, lúc mà mình mệt mệt đúng không? Mình có thể là thưởng thức một cái ly nước ấm ấm, nóng nóng nè, rồi mình bỏ thêm một cái muỗng nhỏ thôi quý vị. Cái này nó là chiết xuất cao đặc mà, cho nên mình không có cần phải dùng nhiều đâu. Một cái muỗng nhỏ thôi. Trong này nó sẽ có là hồng sâm, nó có saffron nữa. Cho nên là các cô uống cũng được, các chị uống cũng được, mà các chú uống thì càng tốt quý vị ha. Mình uống trực tiếp là cái cách dễ nhất và đơn giản nhất và nhanh nhất nè. Ngoài ra để mình có thể sử dụng thêm, quý vị có thể chế biến cùng với lại đồ ăn thức uống nha. Nhưng mà quý vị đừng quên là hôm nay chúng tôi không có bán lẻ một món nào cả, mà là quà Tết về quê giá tốt về nhà. Một bộ luôn quý vị, một bộ quà Tết đó. Một bộ quà Tết thịnh vượng sẽ về nhà mình, trong đó sẽ có 3 dòng sản phẩm. Thứ nhất, chiết xuất hồng sâm saffron. Thứ hai, một hộp chiết xuất hồng sâm lê. Và thêm nữa, một hộp cá ngừ đóng hộp, trong đó sẽ có 12 lon quý vị ha. Nếu quý vị không mua bây giờ, có mua được không? Mua được với giá là 2.499.000 đồng. Nhưng mà ngay bây giờ thì giá giảm nhiều lắm, giá giảm lên đến 46% luôn, chỉ ra còn khoảng 1.000.000 đó thôi. Mà chưa kể là đơn thứ hai quý vị được giảm 5%, đơn thứ ba quý vị được giảm thêm 10% nữa, để Tết này cả nhà mình vui hơn và khỏe hơn. Đương nhiên dịp Tết đó mình ăn uống đầy đủ ha. Ví dụ như là mình ăn những cái món như là gà tần sâm nè, thì á, ăn uống mình bồi bổ cho sức khỏe của mình chuẩn bị cho cái năm mới sắp tới, mình khỏe rồi vạn sự nó sẽ thành công. Mà nói tới sâm á, quý biết không, là kể cả cầu thủ Việt Nam mình cũng sử dụng luôn đó. Đúng rồi ạ, tại vì trong khoảng thời gian vừa qua quý vị thấy không ạ, cầu thủ lúc nào cũng là một hình ảnh của sự nhanh nhẹn nè, của sự bền sức, đúng không nào? Và đây chính là hình ảnh của những củ sâm tươi quý vị nha. Và những củ sâm tươi sau khi được thu hoạch mà đủ 6 năm tuổi á, sẽ được bắt đầu nè, chưng, hấp, rồi sấy lên nữa ở một cái nhiệt độ nhất định nè, sau đó lại sấy nữa, chỉ còn cái hàm lượng nước ở phía bên trong á là khoảng từ 15-17% mà thôi sẽ ra hồng sâm đó. Và hồng sâm thì sao ạ? Chứa nhiều saponin hỗ trợ bồi bổ cơ thể và hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Đối với nhị hoa nghệ tây, chúng ta hay gọi là saffron đó, giàu vitamin khoáng chất tốt cho người có sức khỏe bị suy nhược nè. Và mua sắm cực kỳ tiện lợi và uy tín trên VTV Hyundai khi mà hai nguyên liệu này kết hợp lại với nhau. Sản phẩm chính hãng, không lo hàng giả hàng nhái, sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc quý vị nha, cùng với combo quà Tết thịnh vượng ngày hôm nay dành cho gia đình mình. Hãy nhanh tay quý vị ơi, bây giờ quý vị chần chờ thì thời gian nó sẽ trôi qua. Mà để có
được những cái dòng sản phẩm là sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt Nam. Quý vị biết là đâu phải lúc nào là mình cũng có sẵn hàng trong kho đâu, mà một cái chương trình mà chúng tôi kết hợp 3 dòng sản phẩm khác nhau lại trong một chương trình á, quý vị biết là cũng phải sự kết hợp của cả một ekip luôn á. Nên là mình tranh thủ mình đặt hàng quý vị, tại vì về cái giá tiền á là mình đang được giảm rất là nhiều luôn. Cái nước hồng sâm lê Hàn Quốc này nè quý vị, nó hay lắm, tinh túy từ hồng sâm 6 năm tuổi, rồi nó có thêm nữa là chiết xuất lê và những cái thành phần thảo dược thảo mộc quý nữa. Mình uống mình bồi bổ cho sức khỏe của mình ha. Ngày Tết á, đôi khi á mình cũng bỏ bê cái chuyện ăn uống lắm, hoặc là mình ăn uống quá độ chẳng hạn, thì mình bù trừ vào đây. Rồi thêm nữa, cá ngừ đóng hộp lạ không quý vị ơi, với một cái đơn hàng này quý vị có đồ ăn, quý vị có thức uống. Sự mệt mỏi trong cả năm qua mình cũng đã có rồi. Có những lúc á mình ở nhà mình dọn dẹp nhà cửa mà mình choáng váng đầu óc. Có những lúc á cơ thể của mình nó muốn nghỉ ngơi lắm, mình nằm xuống nhưng mà mình không ngủ được quý vị. Có những lúc đứng lên ngồi xuống á mình choáng váng, mình xây sẫm mặt mày. Có những lúc ở nhà phụ nữ mình có những cái công việc không tên, hoặc như các anh các chú đó, áp lực vô hình á nó cứ đè nặng lên mình như thế. Rồi mình cứ nghĩ là mình cứ tặc lưỡi cho qua thôi, ừ thôi không sao đâu, ừ thôi cố gắng lên, ừ thôi chút xíu nữa thôi. Nhưng quý vị biết đôi khi á cái chút xíu đó nó làm cho mình bị suy nhược cơ thể đó quý vị. Nên làm gì thì làm, cả năm qua mình áp lực, mình mệt mỏi, thì bây giờ đây là giây phút để mình bồi bổ sức khỏe của mình. Hồng sâm saffron có thể hỗ trợ quý vị về mặt sức khỏe đấy ạ. Nhâm Dần, quà Tết về quê, giá tốt về nhà, giảm giá trực tiếp, đừng bỏ lỡ. Từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, quý khách hàng sẽ được giảm 5% cho đơn hàng thứ hai và giảm 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên. Nhớ đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn này nha. Thưa quý vị, nhớ đừng bỏ qua cơ hội mua sắm hấp dẫn ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping. Chia sẻ thiệt cùng với tất cả mọi người luôn, đồng hành cùng với những mùa Tết của chúng ta. Tết một năm có bao nhiêu cái Tết ạ? Một đúng không ạ? Và chuỗi chương trình của chúng tôi một năm chỉ có đúng một lần mà thôi. Nếu như mà ngay lúc này đây mà tất cả quý vị chúng ta muốn giảm đến 46% cho gia đình của mình, giảm đến 46%, cái con số này nó hấp dẫn lắm nha. Giảm 46% mà còn có cả một bộ sản phẩm chất lượng nữa, thì đây, hãy cùng nhìn lại với quý nha. Bây giờ nè, chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có nè, chiết xuất hồng sâm lê. Trời ơi, nhìn rất đẹp. Nhìn là mê. Chiết xuất hồng sâm lê, nhìn là mê. Tiếp tục, chiết xuất hồng sâm saffron. Nhìn vào thấy ngon rồi. Chiết xuất hồng sâm saffron, nhìn vào thấy ngon. Rồi có thêm cá nữa ngừ. Là 12 lon cá ngừ, nhìn là mê đứ đừ. Quý vị thấy không? Ly thấy là ngày Tết là thường là mình sẽ có những cái câu đối thơ á. Tính ra Tết Việt Nam mình dễ thương quá ha. Tết cổ truyền. Quý vị biết là mình sẽ luôn luôn có những cái giá trị mà truyền thống xa xưa nó đang xen vào. Và trong ngày Tết đó quý vị, mà trong nhà mình mà còn ví dụ như là 3-4 thế hệ mà ngồi với nhau á, là cái mình ôn chuyện cũ á, nó dễ thương vô cùng luôn. Rồi ông bà thì sẽ đưa cho cháu mình những cái bao phong bao lì xì đỏ đỏ nè. Rồi á, rồi đó, đây lì xì nè. Ok, lì xì năm mới rồi. Cũng đỏ đó nha. Đó, thì quý vị thấy là nó quá dễ thương cho những cái khoảnh khắc đó. Cho nên là con cháu khi mà đi xa thì lúc nào cũng sẽ là nhớ về quê nhà, và lúc nào cũng muốn là sắm một cái bộ quà Tết thịnh vượng cho gia đình nhà mình. Thì ngày hôm nay á, Diệu Ly và Quang Quý gợi ý và tư vấn đến quý vị một bộ quà Tết thịnh vượng mà chúng tôi đã gọi là cũng phải suy nghĩ đó. Mình sẽ có là hồng sâm saffron nè, mình sẽ có là một hộp cá ngừ đóng hộp. Hồng sâm saffron là đây quý vị, cái này là 1 ký nha, cái này là cao đặc, chiết xuất cao đặc hồng sâm saffron 1 ký luôn quý vị ơi, rất là đẹp. Mình mua về á, cái hộp này mình dùng hoặc là mình tặng lại cái hộp này nè, vẫn đẹp, vẫn xịn, vẫn sang. Rồi là phần thứ nhất. Thứ hai nữa là cái hộp này, nếu mà Ly không nói đây là cá ngừ á, quý vị có nhận ra là cái hộp này là cái hộp cá ngừ không? Nhìn không có tưởng tượng được tại vì nó quá sang, nhưng mà nó chính xác là cá ngừ đóng hộp 12 lon ở đây ha, 12 lon, đây khui nắp được luôn nè. Rồi thêm nữa, một hộp nữa đó chính là nước chiết xuất lê.
sẽ có ba cái hộp nhỏ trong một cái túi xách như thế này. Đó, ba cái hộp nhỏ trong một cái túi xách như vậy, mình sẽ có 30 gói nước chiết xuất hồng sâm lê quý vị nhé. Là quá xịn luôn rồi. Đó, lúc nào mà tiện thì mình pha nước hồng sâm saffron uống. Tiện lợi hơn thì mình đi đâu đó mình đem những cái gói nước hồng sâm lê này mình đi uống cũng được quý hả? Đúng rồi, rất là tiện dành cho gia đình của mình luôn á. Và đặc biệt là chỉ có trong chương trình ngày hôm nay thì cái bộ quà Tết thịnh vượng như thế này á, mang về trong gia đình của chúng ta một cách rất là nhanh chóng và gọn gàng nha. Quý vị á, chúng ta chi ra là bao nhiêu à, được giảm ngay là 46%, chỉ còn 1.499.000 đồng mà thôi mọi người nha. Và với combo như thế này chúng ta có gì à? Đó chính là chiết xuất hồng sâm saffron, chiết xuất hồng sâm lê, rồi còn có thêm là cá ngừ cho gia đình của mình. Và hãy nhớ, đơn hàng thứ hai chúng ta được giảm 5%, đơn hàng thứ ba trở lên chúng ta được giảm 10% quý vị nha. Tết Nhâm Dần, quà Tết về quê, giá tốt về nhà, giảm giá trực tiếp, đừng bỏ lỡ. Từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, quý khách hàng sẽ được giảm 5% cho đơn hàng thứ hai và giảm 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên. Nhớ đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn này nha. Mình đang thấy là hình ảnh ở Hàn Quốc đó quý vị. Hàn Quốc là thủ phủ nhân sâm trên toàn thế giới. Quý vị mình đã bao giờ thưởng thức sâm của Hàn Quốc chưa ạ? Nếu mà quý vị đã được thưởng thức rồi á thì chúc mừng quý vị, quả thật là sơn hào hải vị quý vị ha. Còn nếu như ai mà chưa được thưởng thức á, bây giờ mình tranh thủ đi. Nói gì thì nói, nếu như mà mình mua lẻ ở bên ngoài đó, hồng sâm hay là nhân sâm từ Hàn Quốc cái giá nó cũng khá là cao, mà không phải lúc nào á mình cũng đủ điều kiện để mà mình mua một cách dư dả và thoải mái cho bên nội bên ngoại. Nhưng mà dịp Tết đến xuân về á thì lúc nào cũng vậy, bên tình bên nghĩa, bên hiếu bên tình, mình cứ phải là cân đo đong đếm thôi. Vậy thì bây giờ đây hãy để chúng tôi cùng chung tay với quý vị ạ. À, chúng tôi đang có một cái đơn hàng mà trong đó có sản phẩm là chiết xuất hồng sâm từ Hàn Quốc. Hồng sâm á thì nó cũng là từ nhân sâm, thành ra là qua cái quá trình mà chưng cất như vậy á, dưỡng chất nó còn nhiều hơn. Mà không chỉ là hồng sâm đâu, mình còn có thêm nữa là saffron. Quý vị biết là nhụy hoa nghệ tây saffron á thì cái tinh túy này á nó cũng cao cấp lắm đấy. Bây giờ dinh dưỡng cho cơ thể của mình khỏe mạnh hơn, hồng sâm nhiều saponin hỗ trợ bồi bổ cơ thể nè, tăng cường hệ miễn dịch nè. Nhụy hoa nghệ tây saffron giàu vitamin và khoáng chất tốt cho người có cái sức khỏe mà đang bị suy nhược đó quý vị. Tất cả nó cô đặc trong một cái hũ 1 kg, mà đây lại là hàng chính hãng, không lo hàng giả hàng nhái khi đồng hành với VTV Hyundai, sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn. Vị thơm ngon và dễ uống. Nhưng mà đây mới là một phần thôi nha quý vị. Trong đơn hàng ngày hôm nay ạ, quà Tết thịnh vượng chúng tôi có tới 3 phần cơ, 3 cái hộp sẽ được gửi về nhà quý vị ạ. Hộp này là thứ nhất rồi nè. Thứ hai nữa mình sẽ có gì ạ? Mình sẽ có là chiết xuất hồng sâm lê,
mình sẽ có là cá ngừ đóng hộp 12 lon trong này nha. Giá nhà cung cấp lẽ ra quý vị phải trả là 2.499.000 đồng, giá tốt hôm nay chỉ có 1.499.000 đồng mà thôi. Rồi mua đơn thứ hai được giảm 5%, mua đơn thứ ba được giảm thêm 10%, càng mua càng được giảm quý vị nhé. Đúng rồi ạ. Và ngay lúc này mà nếu như mà cô chú anh chị nào mới vừa mở tivi lên á mà nghe Diệu Ly nói câu đó thì chắc chắn là sẽ hỏi là ủa rồi giảm 5% là gì mà giảm 10% là gì. Thì thôi chắc là cho Quang Quý dành ít phút để Quang Quý có thể chia sẻ về vấn đề này nha. Tại vì ấy, ở trong cái mùa Tết này á, mọi người có chắc là mọi người mua một đơn hàng không ạ? Chứ Quang Quý không có chắc rồi đó. Không, đúng không? Phải mua là 2 3 4 5 đúng không ạ? Cho nên đó là một cái chương trình cực kỳ hấp dẫn trên VTV Hyundai Home Shopping. Nếu như mà tất cả quý vị chúng ta mua đơn hàng đầu tiên á là đã được khuyến mãi riêng của đơn hàng đó rồi đúng không ạ? Và ở trong cái chuỗi chương trình quà Tết về quê giá tốt về nhà của chúng tôi á, nếu mà quý vị chúng ta mua cái đơn thứ hai ở trong chuỗi chương trình này á, chúng ta sẽ được giảm 5% trên giá của cái đơn thứ hai đó trên VTV Hyundai nha. Và nếu như mà tất cả quý vị chúng ta mua thêm đơn thứ ba thì sao ạ? Giảm thêm 10%, là giảm 10% dành cho chúng ta. Như vậy á, thì tất cả quý vị chúng ta có thể là yên tâm nha. Và đặc biệt có người đã hỏi quý như thế này: bây giờ cái đơn thứ hai, đơn thứ ba đó tính như nào? Dạ dễ lắm mọi người. Trong cái chuỗi chương trình này á, Quang Quý nghĩ là cũng khoảng có 10 mấy 20 sản phẩm á, 10 mấy 20 combo dành cho chúng ta. Và nếu như mà tất cả quý vị chúng ta mua ở trong cái chuỗi chương trình đó thì sản phẩm nào nó cũng như nhau hết. Có nghĩa là sản phẩm đầu tiên quý vị mua bộ sản phẩm Thịnh Vượng ngày hôm nay đi ha. Bộ sản phẩm thứ hai quý vị có thể là mua bộ sản phẩm Tết Đông Đầy chẳng hạn, thì hay là bộ sản phẩm thứ ba An Vui. An Vui đó, có rất là nhiều những cái bộ combo khác nhau, thì mỗi combo như vậy chúng tôi tính là một đơn hàng. Nếu mà tất cả quý vị chúng ta mua đơn thứ nhất là cái bộ sản phẩm này, mua đơn thứ hai là bộ sản phẩm khác thì sẽ giảm 5% trên cái bộ sản phẩm đó. Đơn thứ ba quý vị quay lại mua thêm một bộ này nữa thì tất nhiên bộ này sẽ được giảm 10% cho chúng ta. Và quý vị có thể yên tâm, chúng ta không cần phải ghi chú lại là ngày giờ đơn hàng rồi số điện thoại, tên tổng đài viên chúng ta liên lạc là gì đâu ạ. Chúng tôi có hệ thống ghi nhận lại hết. Quý vị chỉ cần alo lên thôi, quý vị đang đặt đơn hàng thứ mấy chúng tôi biết hết. Cho nên tất cả quý vị có thể yên tâm nha. Vậy là quá lợi đúng không quý vị? Mình không cần phải nhớ gì cả. Cho nên là các cô chú ơi, lúc nào mà mình đồng hành cùng với lại VTV Hyundai, mình nhớ là mình xem trên TV hoặc là mình xem trên cái website chính hãng của chúng tôi quý vị nhé. Nhắc để mình cẩn thận. Tại vì sao? Dịp năm mới có rất là nhiều cái đơn vị có những cái sự vụ người ta làm hàng nhái, người ta làm hàng giả. Thành ra là khi nào quý vị thấy chương trình của chúng tôi, gọi ngay đúng số tổng đài xác nhận là được quý vị ha. Thì ở trong cái đơn hàng ngày hôm nay là đơn hàng gọi là Tết Thịnh Vượng đó, quà Tết Thịnh Vượng, thì Ly sẽ giới thiệu lại, tư vấn thêm cho quý vị nè. 30 cái gói nước hồng sâm lê này rất là hiếm gặp nha. Cả năm vừa qua quý vị thấy là hồng sâm saffron là có nè, hồng sâm linh chi là có nè, hồng sâm đông trùng hạ thảo là có nè đó, nhưng mà hồng sâm lê thì nó hơi lạ. Trong khi ở đây quý vị thấy là 30 cái gói nước hồng sâm lê này, chiết xuất hồng sâm lê này cực kỳ tiện lợi cho dịp Tết luôn, vừa có dưỡng chất từ hồng sâm, vừa có chiết xuất từ cái trái lê Hàn Quốc á. Quý vị biết trái lê Hàn Quốc nó đặc trưng lắm. Cái bộ sản phẩm này á, quý vị thấy những cái gói nước này nè, từ Hàn Quốc đem về Việt Nam. Thì bây giờ đây trong những cái ngày Tết mà đôi khi mình hơi mệt mệt đi, quý vị có thể lấy những cái gói nước này ra và mình thưởng thức ha, là cũng ngon và tiện lợi cho nhà mình rồi, không cần phải làm gì nhiều cả. Đó, thưởng thức trực tiếp luôn quý vị ơi, hồng sâm lê, hồng sâm và trái lê Hàn Quốc đó quý vị à. Đó giờ Ly uống bao giờ chưa? Thật ra là cũng chưa. Chưa. Nên Ly mới nói là hiếm gặp. Nên Ly mới nói là hiếm gặp. Rồi bây giờ mình thử đi xem có giống như là lúc nãy Quý nói. Tại vì hồi nãy mọi người, Quý cũng đã có thử rồi, và Quý cũng đã có chia sẻ cái cảm nhận của bản thân mình. Nhưng mà đó là cái khẩu vị của Quý, còn không biết là của Ly sẽ như thế nào. Ngon nhờ. Rất là ngon. Ngon mà đơ luôn hả? Ngon á, tại vì là Ly, lúc mà Ly uống cái này thì Ly, Ly thấy cái vị nó giống như là mình chưng cái trái lê lên đó em. Đúng không? Chính xác. Lúc mà mình chưng cái trái lê lên đó quý vị. Tại vì chúng tôi là nói nhiều cho nên là đôi khi cái giọng nó hơi bị, cái cổ họng nó hơi bị khản. Thì có một cái bài, một cái bí kíp mà chúng tôi hay làm là cái trái lê mình sẽ tưng, mình sẽ chưng lên cùng với lại là mật ong phải không? Đúng rồi. Đó, rồi bỏ thêm một chút xíu là cái hồng sâm vào đó. Thì cái vị nó khá là giống như vậy, nó rất là thơm, là nó nhẹ nhẹ nữa. Và Ly thích là tại vì nó hơi chua nhẹ một chút. Thì Ly nghĩ là cái này chắc các cô, các chị là rất là thích nè. Thiệt ra cái này mà các cô, các chị mới vừa nhìn cái vẻ bề ngoài thôi là thấy mê rồi đó. Đó, giống như là hồng sâm lê uống là thấy mê đó mọi người. Đó. Dễ uống lắm, không có bị nhẫn quý vị ơi. Mà cái mùi sâm nó kết hợp với lê nó lại rất là hợp nha. Nó cực kỳ hợp với nhau luôn, nó chua chua nhẹ nhẹ, nó thanh thanh, nó dịu dịu ở trên cái khoang miệng của mình, nó lên trên mũi của mình luôn. Nó thơm nhẹ lắm quý vị ơi. Mua đi quý vị, tại vì cái này nó quá lạ nè. Đảm bảo uống là thấy thích luôn. Không mà công nhận cái này nó rất là hợp với lại là
cái thói quen thưởng thức của người Việt Nam mình. Đúng chứ rồi. Mà cái gì mà đắng quá là nhiều khi người trẻ là không thích lắm đâu, nhưng mà Ly là Ly thích cái này. Thiệt ra người lớn tuổi cũng không thích quá đắng đâu. Bây giờ là khẩu vị cũng đang bắt đầu có một cái sự thay đổi rồi. Mới nãy thì Diệu Ly đã chia sẻ là hồng sâm lê uống là thấy mê đúng không? Bây giờ là hồng sâm saffron uống là thấy ngon. Đó. Bây giờ nè thưa quý vị, trong cái đơn hàng này thì chúng ta sẽ có là một cái hũ như hồng vậy nha. Một cái hũ này lên tới là 1 ký thưa quý vị, 1 ký nha. Và bình thường nếu mà tất cả quý vị chúng ta cầm lên, chúng ta sẽ thấy được wow. Cái hũ này nó bằng sứ, cực kỳ gọi là sang xịn mịn luôn á thưa quý vị. Và đây sẽ là một món quà rất là tuyệt vời nếu như mà mọi người chúng ta gửi tặng cho những người thân của mình trong dịp Tết. Và ở phía bên trong là nó chiết xuất là cao đặc mọi người nha. Nè, có sẵn nè. Tem hai bên rất là chắc chắn luôn, như vậy nó mới đảm bảo được cái quá trình mà chúng ta di chuyển nó từ Hàn Quốc về với Việt Nam đúng không? Cái hàm lượng của nó mình cảm nhận được luôn, nó rất là thơm á. Rất là thơm. Mở ra một cái là thơm ngay lập tức. Đó. Nè bây giờ mọi người coi giúp. Thơm quá mọi người ơi. Bây giờ nè, nó rất là đặc nha. Nè mọi người thấy không ạ? Nó cực kỳ đặc như thế này nè. Bình thường nếu như mà tất cả quý vị chúng ta mua saffron về, chúng ta mua hồng sâm về, thì chúng ta phải suy nghĩ tới cái việc là chúng ta phải nấu như thế nào, chúng ta phải pha chế ra sao thưa quý vị. Còn bây giờ với dòng sản phẩm này á, tất cả quý vị chúng ta có thể là yên tâm nha. Chúng ta chỉ cần lấy một muỗng như vậy thôi. Có một cái muỗng gỗ á, được tặng ở phía bên trong á, cái hộp này đó tất cả quý vị chúng ta chỉ cần lấy một muỗng thôi, chúng ta bỏ vào, chúng ta phối hợp cùng với nước ấm nha. Phối hợp cùng với nước ấm đó. Thiệt ra bình thường á, trong những ngày Tết á, quan quý nhớ là chúng ta hay là pha những cái bình trà. Mỗi buổi sáng rảnh rảnh xong cái mình ngồi ở trước hiên nhà mọi người, cái mình pha trà, mình đàm đạo cùng với nhau, mình kể những cái câu chuyện trong cả một năm qua. Và đặc biệt là với ông bà cha mẹ và con cháu á, cả một năm làm việc cực kỳ vất vả luôn, mới có dịp về quê và hội ngộ cùng với nhau đúng không ạ? Thì đây sẽ là một cái loại thức uống rất là tuyệt vời. Chính xác luôn. Và quý vị biết không là ví dụ như người lớn tuổi hoặc là mình thích cái vị mà đầm đầm chút xíu thì mình sẽ kết hợp cùng với lại là nước ấm, nó lên cái hương nó rất là thơm. Hoặc là mình có thể làm như thế này nè, là có nhiều chị em á là mình sẽ uống cái nước detox cơ thể á. Mình sẽ cắt trái cây, mình kết hợp cùng với lại nước lọc, thì quý vị có thể là bỏ thêm một cái muỗng này vào nữa. Mình uống nhâm nhi nguyên cả ngày luôn, nó cực kỳ tốt. Nó cứ cung cấp dinh dưỡng và có thêm nước nè, cũng như là những cái chất dinh dưỡng đó mình bồi bổ cho cơ thể của mình. Công nhận không? Đây. Bỏ nước ấm vào một cái thôi là cái mùi thơm nó lan tỏa lên nhẹ nhàng. Cái màu nó rất là đẹp mọi người ơi. Cực kỳ thơm luôn và nó ấm ấm như vậy á. 100% quý ơi. 100%. Vô. Dạ, nó đang nóng đó em, nó đang nóng đó. Biết mà trời, chứ nghĩ sao là tôi mới vừa pha thôi. Đó. Cho nên là nóng nóng như vậy á, mình nhâm nhi á thoải mái lắm. Nó thơm nha. Thơm lắm. Nó thơm. Và đặc biệt á, nó không quá ngọt nha mọi người. Đây là chiết xuất hồng sâm và saffron. Cái mùi nó rất là thơm và cũng như là cái vị nó thanh thanh, uống vào rất là thoải mái. Nó thơm cả khoang miệng dành cho gia đình của mình luôn. Và quý vị chúng ta có thể là mình kết hợp mỗi ngày đi. Mình có thể là pha những cái bình nhỏ nhỏ nè, khi mà có khách tới nhà mình mời uống nè. Hoặc là mình cũng có thể là pha cùng với một cái chiếc bình mà nó to to một chút xíu, mà pha loãng loãng ra để cho mình có thể là mình dễ dàng hơn trong cái việc là chúng ta uống mỗi ngày á quý vị. Còn bây giờ thì tất cả quý vị chúng ta có thể là yên tâm. Tại vì chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping, trong cái chuỗi chương trình như thế này đây ạ. Chương trình Tết dành cho chúng ta, để cho tất cả quý vị chúng ta có cơ hội sở hữu trọn một cái bộ combo trong quà Tết về quê giá tốt về nhà quý vị nha. Giảm lên tới là 46%. Quà Tết về quê, giá tốt về nhà, giảm giá trực tiếp, đừng bỏ lỡ. Từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, quý khách hàng sẽ được giảm 5% cho đơn hàng thứ hai và giảm 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên. Nhớ đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn này nha. Thật sự là cơ hội này quá hấp dẫn luôn, mà không đặt hàng thì quá phí quý vị ơi. Riêng về cái giảm giá mà mình có tới là 3 dòng sản phẩm khác nhau, mà cái dòng nào nó cũng cao cấp thôi là đã đúng rồi. Chưa kể là chương trình này đâu phải là chúng tôi sẽ phát sóng từ tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 đâu. Không có quý vị, trong dịp Tết mới có cái mức giá này thôi, nên là mình phải tranh thủ quý vị. Ly vẫn nhắc lại là hồng sâm lê uống là mê, uống rất ngon. Hồng sâm saffron uống vô thấy ngon.
rồi có thêm cá ngừ ăn vô là mê đứa đừ. Dạ, cho nên là thích lắm quý vị ha, vừa ăn vừa uống, mà ở đây lại là cái bộ quà Tết Thịnh Vượng ạ. À, bộ quà Tết Thịnh Vượng, một đơn hàng mình có tới 3 dòng sản phẩm khác nhau quý vị nhé. Cá ngừ là cá ngừ xuất khẩu luôn đó, rồi thêm hồng sâm saffron, rồi thêm hồng sâm lê nữa, mà chúng tôi giao hàng tới tận nhà luôn. Cái này á, hàng này mà cân ký lên á là tốn phí lắm nha, nhưng chúng tôi vẫn giao tới tận nhà quý vị luôn, hỗ trợ giao tới tận nhà 63 tỉnh thành ạ. Nên là đừng có chần chờ quý vị ơi, qua Tết Thịnh Vượng mình phải tranh thủ lên nha. Có bánh chưng rồi, có dưa hấu rồi, có mâm ngũ quả rồi, đừng quên có thêm một đơn hàng Thịnh Vượng cho gia đình nhà mình nữa nhé. Bây giờ thì thời gian đã hết rồi, cho nên là cũng mong là quý vị sẽ đặt hàng thật là nhanh ạ. Mới chuyển kênh nó cứ gọi điện thoại lên đi, có nhân viên tư vấn, chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình quý vị ha. Còn bây giờ thì chúc mừng năm mới 2022, chúc quý vị luôn khỏe nè, luôn đẹp nè, luôn vui vẻ quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.